Kính bạch sư Hạnh Tuệ, bạch sư Tuệ Tường, Đức Phật thân thật kim cang bất hoại và ngài có thể kéo dài tuổi thọ lâu nữa không chấm hỏi. Câu này có trong kinh Tạng Pali hay là do bên phát triển tự sáng tạo ra? Xin cho con được biết. Ồ. Chờ sư tí sư sửa lại. Thì thưa với quý vị á, cái chữ mà kim cang bất hoại thì mình có thể hiểu đúng mà cũng có thể hiểu sai. Mình hiểu đúng là như thế này nè, là một vị chánh đẳng giác á, là ngài không thể bị giết chết nha, ngài không thể bị đầu độc chết, mà ngài chỉ có tự ngài là ngài chủ động nhập niết bàn thôi, chứ không có một cái thế lực nào có thể ép uổng ngài được hết trơn. Cho nên là mình một cái về mặt nào đó thì mình có thể nói là cái thân sắc của Thế Tôn gọi là bất khả xâm phạm, tức là đau thương bất nhập mà bách tộc bất xâm, đại loại là như thế. Nhưng mà cái sai ở đây đó là gì? Thì sau khi mà Thế Tôn viên tịch thì ngài vẫn thiêu được mà. Vẫn thiêu, chứ nếu không thiêu ra được thì ở đâu ra xá lợi để cho mình thờ. Đấy, cho nên á, cái thân xác của ngài á, là thân xác phàm, nhớ giùm sư nhé. Cũng chỉ là tứ đại thôi, không có cái gì mà nó quá đặc biệt. Tuy nhiên á, do cái hạnh nghiệp của ngài, do cái phước lành của ngài nhiều đời nhiều kiếp á, cho nên do cái phước mà ngài không có thể bị ai xâm phạm được. Cho nên chúng ta phải phân biệt hai cái trường hợp này, nó khác nhau ha. Và còn cái chuyện mà ngài kéo dài tuổi thọ thì ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn có lần nhắc nhở ngài Ananda là một vị mà có được bốn thần túc, nếu muốn vị đó có thể kéo dài tuổi thọ đến hết kiếp. Thì cái chữ kiếp này á, được phần đông chấp nhận là kiếp tuổi thọ của loài người lúc bấy giờ, chứ không phải là kiếp trái đất ha. Cho nên là dù cho ngài Ananda ngài có thỉnh Thế Tôn trụ thế thì ngài cũng chỉ trụ thế đến hết tuổi thọ kiếp người mà thôi đó, chứ còn tấm thân tứ đại thì không thể tránh khỏi là sự già, sự bệnh và sự chết. Và đương nhiên là cái chuyện mà mình tự thêm thắt ra, ví dụ như là Thế Tôn có thể bất tử thì tức là không bao giờ chết á, thì cái chuyện đó thì rõ ràng là không có trong kinh Tạng Pali. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, những điều Đại Đức Hành Tuệ nói là chính xác ở trong tinh thần kinh tạng tâm tạng Bali. Thưa quý vị, Đại Đức Hành Tuệ đã nói một cách cô đọng rồi, thì ở đây thì sư để củng cố thêm thôi, củng cố thêm cái niềm tin của quý vị, hay là gọi thí dụ như những có vị ở đây, có những cái vị mà thiên về học thuật đi ha, thì mình có thể là nghiên cứu sâu về học thuật, thì sư cũng xác nhận, để xác nhận cái nghĩa là cho cái là cho cái câu trả lời Đức Hạnh Tuệ cho nó chính xác hơn. Ở đây là Đức Hạnh Tuệ nói, sư nhấn mạnh cho quý vị biết là Đức Hạnh Tuệ trả lời chính xác, nhưng mà đây để cho quý vị có cái niềm tin vững chắc hơn nữa, thì ở đây cái đoạn mà Đức Hạnh Tuệ nói là nằm ở trong Tạng Luật, thưa quý vị, ở trong tiểu phẩm á, thì có cái đoạn Bali á mà nói về như vậy, nói về Đức Hạnh Tuệ có nói là như vậy: Gat chatha bhikkhave ma ha jittha attha na me tăng bhikkhave anawa kaso yang paru bắc cá mê na tatha gat tăng chi quý ta vô rô bay giá anu bắc cá mê na bhikkhave tatha gat ta bari nipa yanti. Nghe đọc Bali này nghĩa là: này chư tỳ khưu, không do nhân nào, không do duyên nào hay do sự cố gắng của người khác có thể giết được Như Lai. Này chư tỳ khưu, bởi vì chư Phật
không tịch diệt Niết Bàn do sự cố gắng của một ai cả. Này chư tỳ khưu, các con hãy trở về chỗ ở của mình, không một ai có thể giết Như Lai được. Vậy các con không nên bận tâm giữ gìn bảo vệ sinh mạng của Như Lai. Đây là mà chú trích từ một câu ở trong Chánh Tạng mà như Đức Hạnh Tuệ có nói, thưa vị, để cho quý vị hiểu rõ hơn đó. Là mấy quý sư nói thì nói có sách, mắt có chính. Chứ nhiều khi quý vị nói đôi khi có một số vị có thể là mình thắc mắc. Mình thắc mắc là đôi khi nằm ở đâu, cái lời nó nằm ở đâu. Thì một lần nữa sư nói là cái nguồn này là ở trong tiểu phẩm 2, Tạng Luật, phần mà phẩm chia rẽ thôi quý vị. Phần chia rẽ, bề bạc đa chia rẽ đó. Thì ở đây á, có một cái vấn đề nói một cái sự tổn hại về cái kim thân của Đức Phật á. Sư cũng nói rõ cái điểm này, tại vì cái vấn đề này rất là quan trọng mà đôi khi có nhiều người hiểu lầm. Giống như cái sự kiện mà Đề Bà Đạt Đa mà lăn tảng đá đó là làm tổn hại đến Đức Phật, thưa quý vị. Có nghĩa là ở đây á, trong chú giải ghi chính xác là phải hiểu đó là cái đá, cái miếng đá đó, từ ngay cục đá lớn lăn xuống thì do cái năng lực của một vị Phật toàn giác á, thì có một cái khoảng nhô ở trên, nó khiến cái tảng đá đó, nó tách ra, nó vỡ ra, thì có một cái mảnh đá nhỏ nó văng vào chân Đức Phật, làm bầm, chính xác quý vị, làm bầm cái chân của Đức Phật, là cái máu nó tụ quá, máu bầm. Chứ đôi khi mình không hiểu là mình nghĩ là chắc lúc thời điểm đó là Đề Bạt Đa làm cho miếng đá đó làm cho Đức tổn hại đến chân Đức Phật, là máu chảy linh láng. Đây là có gọi là một cái năng lực của vị Phật toàn giác, thưa vị. Có nghĩa là cái miếng đá đã văng vô chỉ làm bầm ngày thôi, rồi sau đó lương nghi chi quá cá mới dùng cái y thuật của mình đó, mới cái gọi là tiểu phẫu nữa ha, tiểu phẫu lấy cái máu bầm đó ra. Đó thì cái chi tiết này để mình hiểu thêm cái năng lực của một vị Phật toàn giác, trong vị Phật toàn giác là như vậy đó. Còn cái thứ hai thì Đức Hạnh Tuệ nói là chích trong kinh Niết Bàn là cũng là chính xác à. Ở đây thì sư chỉ đoạn Bali khá dài, nhưng mà ở đây thì sư chỉ nói cái đoạn trong kinh Tạng á, để cho quý vị, để cho các vị hình dung thêm thôi. Là cái đoạn trong kinh Tạng thì nói như vậy, chính xác là như vậy. Là Ananda, những ai đã tu tập 4 thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, thời nếu muốn người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, nè Ananda. Nên Như Lai đã tu 4 thần túc, tu tập nhiều lần, tu tập thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, nè Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Ở đây là sư chích những cái đoạn này trong Chánh Tạng để cho quý vị hiểu rõ thêm thôi. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, cái đoạn mà ở trong Tạng Luật tiểu phẩm mà Đại Đức Tuệ Tường nói, sư nhắc thêm để cho quý vị dễ tìm hơn, là đó là sau khi mà Đề Quy Tát Tá lăn đá hại Phật, rồi thả voi rồi này nọ để hại Phật, thì các vị tỷ kheo mới hè nhau, các vị phàm hè nhau để canh ngày canh đêm để bảo vệ Thế Tôn, để sợ là Thế Tôn sẽ bị ám sát. Thì lúc bây giờ Thế Tôn mới thuyết một bài pháp rất là nổi tiếng mà sư nghĩ là quý vị nên tìm. Đó là Thế Tôn nói các cái hạng thầy là cần phải bảo vệ và các hạng thầy không cần phải bảo vệ. Sư lấy ví dụ nha, Thế Tôn nói cái hạng thầy mà có sự hư hỏng về giới hạnh, cần đệ tử bảo vệ vị ấy về giới hạnh đó. Rồi có cái vị mà hư hỏng về mặt tri kiến, tức là bị tà kiến, thì mới cần đệ tử bảo vệ, vân vân. Và Như Lai thì không có phạm phải những cái đó, cho nên Như Lai không cần được bảo vệ đó. Thì đây là một cái đoạn kinh rất là hay mà sư tin là quý vị nên xem, nên tìm hiểu. Chúng ta qua cái đoạn bài kinh, câu hỏi tiếp theo.